kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội Real Toyama và một FC của Nhật Bản. Vàng còn đen, các cầu thủ Real Toyama mặc áo đồng phục là màu trắng sọc đỏ. Các bạn để quan sát là đội Cosmo đang chịu một quả đá phạt. Thank you.
may chưa có bàn thắng xảy ra. Duy Hoàng không được. Tài đã em đi thấy làm sao được. Đình Kính hậu vệ của Đình Kính là rất đáo ăn. Cô bay một vâng thì một đã kết thúc số đang làm không để đổi số một. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình là hiệp đấu thứ hai giữa hai đội Real Roma gặp FC Cosumo. Đã thông tin các bạn, Cosumo là một đội bán chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản. Đội tốt và đội hình trẻ đang vượt trội hơn Real Roma ở hiệp đấu thứ nhất. Họ dẫn với tỷ số là 1-0. Quý Dương được. 13 phản công. Văn Đức. Quý Dương. Báo lên cho Minh Hoàng. Thế Quốc đưa bóng vào.
mà cống này cho ra tôi bỏ. Quý Dương, được không bác? Không được. Kịp thời của chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.